Xin chào các bạn, rất vui các bạn trở lại kênh YouTube của mình. Hôm nay mình lại làm cái clip về chia sẻ cái lỗi security error của cái game Audition nhé. Đối với cái lỗi này thì chúng ta có cài lại thì nó vẫn bị, và các bạn đăng nhập vào máy ấy, chúng ta nó khác tự động nó hiển thị cái lỗi này, chúng ta ấn play nó hiển thị lỗi như thế này đó. Và chúng ta cũng đã thử nhiều cách rồi mà nó không không sửa được. Hôm nay thì mình sẽ làm cái clip này, nhân tiện nếu như là bạn nào mà có lỗi nặng hơn hoặc là nó các bạn không làm theo được ấy thì các bạn có thể liên hệ với mình nhận sửa lỗi từ sao online nhé. Ok, quay trở lại vấn đề thì để chúng ta có thể sửa được cái lỗi này ấy, thì các bạn sẽ làm bước tiếp theo. Thứ nhất cho mình, thứ nhất là chúng ta sẽ gỡ bỏ hoàn toàn cái game Audition bằng cách chúng ta ấn vào cái setting trên bên 10, chúng ta ấn vào app, các bạn sẽ tích vào cái game Audition và chúng ta gỡ bỏ ra. Mình nói giả sử như là một cái phần mềm bất kỳ đi, các bạn ấn Initial để gỡ bỏ hoàn toàn cái game đó ra. Sau khi các bạn đã gỡ bỏ xong rồi, chúng ta sẽ vào Computer, chúng ta sẽ vào ổ C, chúng ta ấn vào Program File. Cái này là các bạn vào đúng cái thư mục mà chúng ta cài đặt nhé. Ở đây không nhất thiết phải vào Program File, miễn là chúng ta cài, ví dụ chúng ta vào cài vào ổ D thì các bạn cần phải bật cài vào ấn vào ổ D. Và sau đó thì chúng ta sẽ xóa bỏ cái VTC này đi, cái VTC nhé, hoặc là xóa bỏ cái tệp mà chúng ta cài đặt đi, nó vẫn còn ở đấy mặc dù chúng ta đã gỡ. Các bạn phải xóa luôn cái tệp tệp tin thư mục gốc đi, kể cả sinh sinh code cũng là của Audition nhé. Nếu như chúng ta nhìn thấy thì chúng ta xóa nó đi đó. Và tiếp theo nữa thì chúng ta ấn vào các cái bin và chúng ta xóa luôn hai cái thư mục này ra, xóa luôn đó. Và tiếp theo nữa thì chúng ta lại tiếp tục ấn vào ổ C và chúng ta ấn vào View, chúng ta ấn vào Hidden, có nghĩa là cái thư mục ẩn ấy, chúng ta sẽ vào tiếp Program. Ở trong đây thì các bạn để ý cho mình Program Data nhé. Chúng ta để ý cho mình nếu như trong này có chữ VTC hoặc là Audition, hoặc là cái thư mục mà nó có tên dạng kiểu như Audition ấy, của Audition, chúng ta xóa luôn cho mình với nhá. Nếu như trong này có, để chúng ta ấn vào Jacobin và chúng ta xóa nó đi. Và tiếp theo nữa là chúng ta sẽ giải nén ra và cài lại từ đầu. Chúng ta nên chuyển chuyển cái bộ cài đặt sang ổ D nhé. Ví dụ như trước kia chúng ta cài ổ C mà nó bị lỗi thì chúng ta nên chuyển sang ổ D. Nếu mà ổ D bị lỗi thì chúng ta nên chuyển sang ổ C. Ok, nếu như và vẫn còn lỗi thì chúng ta tiếp tục bước tiếp theo, đó là tải cho mình cái bộ hỗ trợ game cài game không lỗi. Các bạn có thể lên Google, các bạn search cho mình cái từ khóa là không lỗi, và chúng ta sẽ vào cái trang blog chia sẻ kiến thức này. Trong đây thì nó mình cũng hay tải ở đây này, các bạn sẽ kéo xuống cái trang cuối cùng nó có link download, các bạn sẽ tải toàn bộ về và giải nén, phải giải nén ra. Bạn sẽ vào cái thư mục này và chúng ta cài cho mình 7 cái phần mềm này ra nhé. Các bạn cài hết tất cả ra cho mình. Sau khi cài xong thì chúng ta sẽ vào lại game xem là nó còn bị lỗi không. Nếu vẫn còn tiếp tục vừa lỗi nữa thì chúng ta sẽ cần phải chạy lại win. Thì cái chạy lại win là cái mục cao cấp rồi, bây giờ mình cũng không có hướng dẫn được trên máy tính này nữa. Tuy nhiên nếu như chúng ta có cần sửa chữa mà không cần cài lại win ấy,
thì các bạn có thể liên hệ, mình sẽ làm cho các bạn về giá cả hợp lý nhé. Thì video mình chia sẻ ở đây thôi. Nếu như mà chúng ta thấy hữu ích và thấy hay thì các bạn hãy ấn like đăng ký kênh. Nếu như có các cái lỗi khác các bạn cứ comment, mình sẽ chia sẻ ở trong mục mô tả video nhé, hoặc là chia sẻ ở chỗ bình mục bình luận những cái câu hỏi, những cái thắc mắc giải đáp của các bạn nhé. Ok, thì xin chào và hẹn lại các bạn cho các clip sau.